Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vi có một mối lương duyên mang tên tỏ tình thất bại. Showbiz thị phi chẳng thiếu những mối tình sớm nở tối tàn, từng thề nguyền yêu đương, những tưởng sông cạn đá mòn cũng chẳng đổi thay, nhưng lại buông lơi đôi tay nhau chỉ vì những tổn thương nhỏ nhặt. Ấy vậy mà vẫn có những mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm, qua bao nhiêu năm chẳng hề thay đổi, khiến người hâm mộ cảm động. Đó là câu chuyện về mối lương duyên giữa Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vi. Lời thú nhận từ một chương trình. Ông xã Angela Baby từng lúng túng và ngượng ngùng ngay trên trường quay show Thử Thách Của Chúng Ta, tham gia hàng trăm bộ phim lớn nhỏ, chẳng lạ mặt với những thiết bị máy quay đồ sộ, quá quen với sân khấu hàng chục ngàn khán giả. Ấy vậy mà Huỳnh Hiểu Minh vẫn đỏ mặt tía tai, đôi tay run run, tất cả chỉ vì câu hỏi dồn từ phía MC chương trình: cô gái khiến bạn nhớ mãi không quên là ai? Cô ấy là Triệu Vi, bạn học đại học của tôi. Vì cô ấy là tình đầu của tôi, khiến tôi không thể nào quên được. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Triệu Vi, tôi vẫn luôn hồi hộp, không thể nào làm chủ được chính mình. 21 năm làm bạn là 21 năm Huỳnh Hiểu Minh dành trọn tình cảm và sự trân trọng cho cô gái năm ấy anh từng theo đuổi. Chưa từng một lần phủ nhận cảm xúc đã nguội tắt, Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn luôn coi én nhỏ là một phần trong trái tim mình. Giây phút trái tim xuống sang đầu tiên. Ai cũng biết Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vi học chung diễn xuất niên khóa 1996 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tiếng sét ái tình nảy nở khi tài tử họ Huỳnh bắt gặp ánh mắt ngây thơ, to tròn của nàng én nhỏ. Ngày đầu tiên tôi đến học viện, cô gái đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Triệu Vi. Cô ấy mặc một bộ đồ đen đơn giản, tóc dài đến tận thắt lưng. Vừa xoay người đã nhìn thấy gương mặt của cô ấy rồi. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ: tiên nữ cũng chỉ đẹp được nhường này mà thôi, Huỳnh Hiểu Minh kể. Vậy là cậu trai mới chớm đôi mươi ngày ấy ôm ấp mãi một hình bóng mang tên Triệu Vi. Đã thích thì phải quang minh chính đại, Huỳnh Hiểu Minh chẳng nề hà làm bất cứ thứ gì vì Triệu Vi, khiến cho cả lớp, thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng biết đến tình cảm này của anh. Tình cảm này nồng nhiệt đến nỗi cậu bạn họ Huỳnh rất thích đứng giữa lớp đọc một bài thơ mang tên Lo Lắng bằng chất giọng thanh đào đặc sệt, nhắc tới niềm cô tịch của mùa thu ảm đạm, nhắc tới niềm tương tư xa xăm của biển. Giả như có người hỏi nỗi lo lắng là gì, tôi sẽ chẳng dám nói ra tên em. Cô bạn họ Triệu hồi đó ngây ngô không biết gì, chỉ biết cùng những người bạn của mình cười khúc khích, chọc quê Huỳnh Hiểu Minh. Và rồi đến một ngày, Huỳnh Hiểu Minh không thể chịu được nữa, phải ra tới tận nơi hỏi rằng: cậu nghe bài thơ ấy mà chẳng chịu hiểu ý nghĩa là gì sao? 2 năm sau, khi trúng tiếng sét ái tình, Huỳnh Hiểu Minh mới lấy hết sức can đảm ra để tỏ tình với cô bạn đáng yêu. Vậy là chọn đúng ngày sinh nhật của Triệu Vi, Huỳnh Hiểu Minh viện hơi men, hỏi Triệu Vi: Triệu Vi, tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái của tớ chứ? Chẳng thể ngờ câu trả lời của Triệu Vi chính là điệu cười tinh nghịch: cậu nói đùa cái gì vậy? Tớ có bạn trai rồi mà. Lời nói đó như nhát dao cứa vào trái tim của Huỳnh Hiểu Minh, khiến anh như rơi từ 9 tầng mây xuống mặt đất. Đến tận bây giờ, mọi người trong lớp vẫn nhớ sinh nhật của én nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh uống say khướt rồi làm loạn cả một đêm khắp ký túc xá. Một lần khác, cũng là sinh nhật của Triệu Vi, Huỳnh Hiểu Minh thu những ca khúc yêu thích vào một cuốn băng cassette làm quà. Triệu Vi ngây thơ chẳng để ý kịp. Mãi đến sau này, khi mở cuốn băng ấy lên, Triệu Vi mới nhận ra lời tỏ tình được thổ lộ khi cuốn băng chạy hết. Tôi từ từ nhận ra rằng thích một người không nhất thiết phải khiến cô ấy phải trở thành bạn gái của mình. Thích người ấy bằng cách luôn ở bên bảo vệ cô ấy, cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, hóa giải những phiền não nho nhỏ mà cô ấy gặp phải. Chỉ thế thôi đã là hạnh phúc rồi, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ. Kỳ thực, sau này Triệu Vi cho biết cô rõ tình cảm của cậu bạn cùng lớp, nhưng đối với cô, Huỳnh Hiểu Minh giống như một cậu em trai thì đúng hơn. Hồi đấy, tôi luôn cảm thấy cậu ấy vẫn còn trẻ, vừa ngốc nghếch vừa chân thật. Mãi tới sau này, Triệu Vi khi nhớ lại chuyện tỏ tình năm xưa cũng vô cùng xúc động. Tôi từ chối cậu ấy, vậy mà cậu ấy chẳng hận thù gì tôi, vẫn đối xử với tôi tốt như trước đây. Nào bao che, nào chép bài hộ, nào viết hộ bản kiểm điểm cho Triệu Vi, Huỳnh Hiểu Minh làm tất cả, chỉ cần cô bạn thân mở lời nhờ vả. Suốt nửa năm, Triệu Vi đóng Hoàng Châu cách cách, Huỳnh Hiểu Minh luôn tới lớp với 2 cuốn vở, một ghi chép cho mình, một ghi chép cho Triệu Vi. Thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp Triệu Vi, khi cô bị làng giải trí và người hâm mộ quay lưng, Huỳnh Hiểu Minh là người duy nhất ở bên. Tôi giấu mình trong phòng, khóa trái cửa, cứ thế ăn để rồi người mập ủ lên. Tôi cũng chẳng cần Huỳnh Hiểu Minh phải an ủi tôi điều gì, tôi chỉ cần một người nghe tôi trò chuyện.
Én nhỏ từng chia sẻ, cả hai cứ thế giải bày mọi uẩn khúc trong lòng đến tối khuya. Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, Triệu Vi vẫn xúc động. Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Có cậu ấy ở bên, tôi luôn cảm thấy đặc biệt an toàn. Sẽ lấy nhau sau khi 30 tuổi. 5 tháng sau này, Huỳnh Hiểu Minh một mình một bóng, vẫn một lòng một dạ cho Triệu Vi. Anh từng đau khổ kể rằng, có khoảng thời gian tôi cứ trân trân đôi mắt chứng kiến cô ấy hẹn hò, rồi lại thất tình, rồi lại yêu đương, rồi lại chia tay. Cô ấy là kiểu người trọng sắc khinh bạc điển hình. Lúc hẹn hò với ai thì chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu, nhưng chỉ cần thất tình, cô ấy sẽ lại nhớ ra mình vẫn còn một người bạn này, và rồi sẽ gọi điện thoại cho tôi bằng cái giọng não nề. Ai vô, tớ buồn chết đi được đây này, tụ tập thôi. Tôi sẽ lại phi như bay đến gặp cô ấy, trở thành thùng rác cho cô ấy giải bày mọi cảm xúc. Chuyện tình đơn phương của Huỳnh Hiểu Minh cứ thế thăng trầm. Hai người cứ thế tưởng gần mà như xa, tưởng xa mà như gần. Vẫn mãi miết tìm cho mình một người đàn ông hoàn hảo. Triệu Vi vẫn vô vọng và chưa thể nào toàn tâm toàn ý với bất cứ ai. Thế rồi cặp bạn thân thiết ngày ấy đã có một ước hẹn. Nếu như đến năm 30 tuổi, cả hai vẫn còn độc thân thì chúng ta sẽ hẹn hò. Huỳnh Hiểu Minh đã từng rất hy vọng vào lời hứa này. Lúc đó tôi tràn ngập ước vọng sẽ có một ngày điều ấy trở thành sự thật. Vậy nhưng rõ ràng cuộc sống đã cho hai người nhiều ngã rẽ không thể ngờ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Tình đầu đi lấy chồng, hàng năm cậu bạn họ Huỳnh vẫn nhớ chúc mừng sinh nhật. Sự nghiệp của đôi bạn thân ngày càng khởi sắc. Triệu Vi trở thành một trong tứ đại hoa đáng lẫy lừng showbiz châu Á. Còn Huỳnh Hiểu Minh cũng chẳng kém cạnh với số tài sản khổng lồ cùng những mối quan hệ bao thầu cả showbiz. Vậy nhưng bất kể địa vị showbiz ra sao, cách xê hai người khủng tới cỡ nào, cậu bạn họ Huỳnh và cô bạn họ Triệu vẫn giữ mối quan hệ thâm tình, trọn vẹn bên nhau. Năm đó, Triệu Vi giấu cả làng giải trí, bí mật kết hôn với đại gia Singapore Huỳnh Hữu Long và hạ sinh con gái Tiểu Tứ Nguyệt. Chẳng phải ai khác, chính Huỳnh Hiểu Minh được biết thông tin này đầu tiên. Này cậu bạn, chúc mừng cậu đã được phong chức lên làm cha nuôi rồi nhé. Để rồi, kể từ sau đó, Huỳnh Hiểu Minh bất kể đi đâu, nhìn thấy những món đồ chơi nhỏ nhắn xinh đẹp hay những bộ quần áo trẻ con đáng yêu cũng đều mua hết, rồi gửi tới tận nhà cho Triệu Vi. Tớ mua cho con gái nuôi của tớ mặc. Triệu Vi lấy chồng được một năm, Huỳnh Hiểu Minh mới chịu công khai tình cảm với Angela Baby, bà xã của anh bây giờ. Vậy nhưng vẫn là Huỳnh Hiểu Minh năm nào cũng nhớ tới ngày sinh nhật của cô gái trong mộng, luôn thật tâm dành tặng cho người bạn thân yêu nhất của mình với những lời lẽ từ tận cõi lòng. Năm 2013, Triệu Vi có tham gia talk show trùng với sinh nhật của cô. Huỳnh Hiểu Minh dù đang bị thương ở chân, đến nỗi phải chống nạng vẫn lò dò tới tận phim trường để làm bạn bất ngờ. Chân đau lại thiếu ngủ triền miên suốt cả tháng trời. Nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn cố gắng khiến Triệu Vi cảm động vô cùng khi vứt chiếc nạng sang một bên để bế bồng Triệu Vi kiểu công chúa. Có một nụ hôn mang tên Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vi. 17 năm quen biết, hai người trở thành những diễn viên ưu tú hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ nói riêng và châu Á nói chung. Từng xuất thân cùng một lớp học, chơi chung ngần ấy năm. Ấy vậy mà cặp đôi chỉ có hai bộ phim đóng chung và duy nhất một nụ hôn màn ảnh. Nói về nụ hôn với Triệu Vi trong Khuấy đảo Hollywood, Huỳnh Hiểu Minh vẫn hồi hộp và đầy lo lắng. Cả hai phải quay đi, quay lại tới 60 lần thì nụ hôn ấy mới có thể hoàn hảo như vậy trên thước phim điện ảnh. Người đã từng khiến Huỳnh Hiểu Minh mất ăn mất ngủ, nhiều lần tỏ tình thất bại. Sau 17 năm đối diện với nhau, cậu bạn họ Huỳnh vẫn đỏ mặt tía tai vì chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào. Nụ hôn ấy giống như một cái kết ngọt ngào cho mối tình đơn phương suốt 17 năm, mở ra cho hai người thứ tình cảm đẹp hơn cả tình yêu, tri kỷ. Có một mối lương duyên mang tên Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vi. Có một thứ tình đầu mang tên tỏ tình thất bại thời đại học. Có một mối chân tình mang tên tớ vẫn như vậy suốt 17 năm. Có một lòng yêu mang tên tớ sẽ ở bên khi cậu cần. Và cũng có một niềm hối tiếc mang tên chúng ta chỉ nên duyên trên màn ảnh. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.